Chuyển sang phần tin quốc tế, tại hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Mỹ, Ngoại trưởng Blinken tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với vai trò trung tâm của ASEAN và ủng hộ tầm nhìn ASEAN về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương như một phần trong tầm nhìn của Mỹ đối với một khu vực tự do và rộng mở. Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Ngoại trưởng Blinken và Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN đã thảo luận về những thách thức cấp bách của quốc tế và khu vực, bao gồm cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, hành động mạnh mẽ chống cuộc khủng hoảng khí hậu, tăng cường sự phát triển nguồn nhân lực và tình hình tại Myanmar. Ngoài ra, Ngoại trưởng Blinken thông báo Mỹ dự kiến đóng góp $500,000 cho Quỹ Phản ứng COVID-19 của ASEAN nhằm hỗ trợ việc mua vaccine và sẽ tiếp tục hỗ trợ Ban Thư ký ASEAN phát triển một hệ thống điều phối khẩn cấp y tế cộng đồng ASEAN. Bên cạnh đó, ông Blinken nhấn mạnh sự hỗ trợ của Mỹ đối với các hệ thống năng lượng bền vững và đáng tin cậy tại ASEAN và hiệu quả của chương trình đối tác thành phố thông minh Mỹ-ASEAN trong việc giải quyết những thách thức đô thị hóa về giao thông, nước, năng lượng và y tế. Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ-ASEAN tiếp tục tạo đà cho quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực. Việc Mỹ tái khẳng định cam kết đối với vai trò trung tâm của ASEAN và ủng hộ tầm nhìn ASEAN về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cho thấy Mỹ coi trọng vai trò của ASEAN trong việc giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế, cũng như coi ASEAN là một mắt xích quan trọng trong chiến lược tổng thể của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đáng chú ý, sự ủng hộ của Mỹ đối với ASEAN trong cuộc chiến chống COVID-19 cũng như phục hồi kinh tế sau đại dịch sẽ giúp các nước ASEAN có thêm nhiều nguồn lực để sớm ổn định tình hình do tác động của đại dịch nguy hiểm này trong thời gian tới. Ngọc Ánh, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đưa tin từ thủ đô Washington DC, Mỹ.